Ok, chào các bạn ha. Rồi hôm nay mình code cái app này. Cái này thì mình sẽ đổ một cái API là cái quiz này về cái giao diện này ha. Vẫn là dùng retrofit thôi và dùng cái về code thì mình sẽ có dùng cái dependency injection, đúng không? Mình sẽ dùng cái dependency injection cách code này. Mình đã code cái này và giải thích cái này ở cái bài note rồi, đúng không ạ? Jetpack note. Rồi thôi, mình bắt đầu code thôi ha. Ok, tiếp tục mình tạo cái project là Jet Quiz 19.11. Ok, còn lại thư viện mình cần add, đúng không? Thứ nhất cái thư viện mình cần add là Android Hill. Mình tiếp tục dùng cái dependency injection này. Mình add cái Hill vào đó. Rồi, mình copy cái này. Mình chắc bữa nay mình bỏ ra dependency. Tiếp theo mình trở lại cái chỗ này, Android Hill, mình copy này. Rồi mình tiếp tục là dependency này, mình copy vòng này. Hill. Mình synchronize now ha cả nhà. Rồi để làm việc với API thì mình biết là mình cần cái Android retrofit. Đương nhiên có cái thư viện hay hơn cái này mình mới phát hiện, nhưng mà mình chưa kịp code vậy. Nhưng là tạm thời mình code với cái quen thuộc là retrofit. Có một cái thư viện thầy code hay hơn cái này. Rồi copy cái này vào retrofit. Retrofit này hình như là 2.9.0 đang mở nhất rồi. Gọi retrofit ra mình biết là cần add vào cái Gerson converter, đúng rồi. Mình cần cái JSON. Ngoài Gerson này thì mình có cái Google Gerson. Ok, rồi là mình đã add xong một thư viện rồi, bắt đầu mình code thôi, đúng không ạ? Mình cần tạo cái package này, package nào. New này, package. Mình tạo package là model. Trong model mình tạo một cái gọi là data class này mình gọi là question item. Ok, question item của mình có cái gì vậy? Mình có cái answers. Answer là string. Mình có cái category.
category của mình là string. Mình có cái choices. Choices của mình là danh sách các câu trả lời, danh sách của string. Mình có cái của mình là questions, question là string. Ok, rồi là mình đã tạo xong cái model rồi. Nhưng đây là chỉ có một cái câu trả lời thôi. Mình muốn là danh sách là list cái câu question, đúng không ạ? Đó, mình có answers này, category này, choices này, question này. Rồi, tiếp theo đây thì mình sẽ new một cái class khác. Cái này mình đặt tên là questions. Cái question này của mình là gì? Cái question này của mình là danh sách một cái mạng, đúng không ạ? Một cái mạng các câu trả lời, questions item. Xong, đúng không ạ? Rồi là mình có cái questions item này cả nhà. Rồi mình có cái questions. Đó, rồi mình muốn tạo ra một cái khi mình làm việc với API ấy cả nhà, mình tạo một cái package data này. Mình tạo ra một cái kiểu dữ liệu mới, mình muốn là cái kiểu dữ liệu này, tại vì khi mình làm việc với API ấy, một lần tạo về cái data, hai lần tạo về cái exception, và mình biết muốn biết cái trạng thái, nên mình tạo ra một cái kiểu dữ liệu mới ha cả nhà. Và mình gọi cái lớp này á là data or exception. Đó, mình tạo một kiểu dữ liệu mới ha. Mình ghi là data or exception. Cái data or exception đi này, mình sẽ truyền vào, mình có ba cái thứ. Thứ nhất là T là một cái template. Mình sẽ truyền vào đó cái dữ liệu khi mà mình dùng, đúng không ạ? Cái boolean là cái trạng thái của loading dữ liệu ở trên mạng. Mình kêu ok, trạng thái là load xong chưa hay là trạng thái là đang load, và có cái lỗi nào không, ít sẽ có cái ngoài lề nào không. Chỗ này mình đang định dữ liệu hoặc là, và cái này là mình đặt là data class luôn cả nhà ha. Và cái này là mình có là ok và data này, data của mình là gắn bằng bằng null. Và loading mình coi thử là dữ liệu của mình đang load xong chưa, đúng không ạ? Và mình coi thử là có cái exception nào không. Xong cả nhà, rồi là mình đã định nghĩa được một cái dữ liệu á. Cái dữ liệu này gọi là data or exception, có nghĩa là có dữ liệu không hay là bị lỗi ngoài lề. Và trong này mình có ba cái, thứ nhất là ok, những dữ liệu mình lót trên mạng về data thì mình nhận qua data, thì lót đây là mình đang phải là những mình đang lót dữ liệu về, mình để là true. Còn khi mà mình lót xong để là false thì nó biết được trạng thái nào mình lại xuất hiện. Còn e là mình sẽ lưu cái exception. Thì đây là mình đang định nghĩa một cái kiểu mới thôi để mình dùng ở trong trường hợp này ha. Tuy nhiên mình có thể là không định nghĩa như thế này, mình làm kiểu khác bình thường. Thì là mình giới thiệu làm, đôi lúc là mình làm cái kiểu này cũng có cái hay. Ok rồi, xong rồi mình sẽ tạo ra một cái package nữa. Cái package này tên là network. Mình đang làm về mạng nên mình định nghĩa một cái network. Và trong này mình định nghĩa một cái gọi là class. Cái interface này mình gọi là questions API, đúng không? Cái API này mình mới đọc trên mạng về này. Đó, questions API. Questions API này mình nói cái gì? Mình muốn là get all questions. Và trả về cho mình một cái question, một mạng cái danh sách. Cái question này là, cái question này hồi nào mình định nghĩa là rằng à, cái question này mình định nghĩa là array list của question item. Nếu mình không định nghĩa cái này thì mình để vào là trả về cái array list questions item thôi, không sao. Mình định nghĩa cái array list questions rồi nên mình để đây là trả về cho mình danh sách cái questions. Nhưng đương nhiên mình muốn cái lớp này á, là chạy dạng suspend, vì mình muốn hẳn là chạy core routine, đúng không ạ? Và đây là mình sẽ get cái gì? Mình sẽ get cái đưa vào đây cái endpoint. Trong trường hợp của mình đây này,
Thì cái endpoint của mình là nằm ở đây. Đương nhiên cả nhà để đó xí mình đưa cái link thì cả nhà copy vào. Còn không để đó mình sẽ copy cái đuôi ha. Cái endpoint thả vào đây. Cả nhà cứ để empty xí mình dán vào sau. Rồi tiếp theo là mình code cái chi nữa? Mình tạo ra một lớp repo đúng không? Mình tạo ra một cái bucket này là ok, cái repo này là một cái mình tạo ra một cái class này tên là questions. Đúng cả nhà, và mình vẫn theo cái phong cách là thay vì mình khai một cái constructor thì mình tìm cái constructor vào, mình inject vào, mình inject trong trường hợp này là một cái constructor. Constructor này là private và mình sẽ tìm vào cái gì hè, cái questions API đúng không? Đó, đó là chương trình mình hiểu hôm hôm là cái này là mình cần dùng cái cách để tiến vào để mình tạo cái liên kết, nhưng mà cái liên kết này là cái liên kết rộng, cái liên kết này là có thể thảo ghép được đúng không ạ? Nhưng mình thảo ghép được đó, thì mình rất là dễ dàng scale. Cái này là cái liên kết mà mình khi mình tiến vào cái liên kết mà thay vì mình hai một cái constructor ở trong cái class này, mình sẽ tạo ra được cái liên kết rất là cực, và sau này mình muốn thảo ghép nó rất là mệt, mình phải code cái con nó lại. Thì không thì mình tạo ra một cái liên kết rất là lỏng. Liên kết này bằng cách mình tìm cái phụ thuộc vào, khi tìm phụ thuộc vào mình tạo ra một liên kết rất là lỏng. Liên kết này có thể thảo ghép được, mình hiểu chưa? Và sau này khi thảo ghép được thì là cái khả năng scale rất là tốt, và khả năng chỉnh lại mình có thay đổi chỉnh lại đáp này rất nhanh. Nên là do là mình hai cái gì bằng cách là tìm bằng đúng không? Dependency injection tạo ra phụ thuộc bằng cách là tạo ra cái tìm vào cái phụ thuộc thôi, và cái phụ thuộc này là thảo ghép được. Ok rồi, ở đây mình khai một cái biển mà hồi nãy là mình dùng data or exception. Cái data or exception này của mình á là mình khai vào một cái chi này array list questions item. Biến thứ hai là boolean, biến thứ ba là exceptions. Đó, mình tạo ra một cái biến là data or exceptions. Data or exception này là mình đã định nghĩa ở bên kia rồi đúng không ạ? Đây là một cái biển á, thằng có dữ liệu này, thằng có exception này, và thằng có trạng thái lock dữ liệu. Mình có ba cái đổi số nên là mình truyền vào. Rồi tiếp theo mình viết một cái hàm này. Okay. Đương nhiên cái hàm này là mình viết là get all questions. Cái này sẽ trả về là cái dữ liệu này đúng không ạ? Đó, mình định nghĩa một cái data or exception này. Trong đây mình phải try catch này đúng không ạ? Làm việc với này rất dễ lộ nên phải try catch này. Có cái exception này. Ok, ở đây mình nói là cái data or exception của mình á, loading á, lúc đầu là khi mình chưa loading là bằng true. Sau đó là cái data or exception của mình á, chậm cái data là bằng cái gì? Bằng cái API của mình này, get all questions. Đúng không? Đương nhiên chỗ này là lỗi tại vì mình đang chạy có routine mà cái hàm này không có có routine. Cái hàm này mình phải thêm setband vào. Có routine. Rồi rồi là mình load dữ liệu về này,
Khi mình lót xong rồi thì mình bật cái biển này lên đó là true, đúng không? Mình kêu là new nè, data or exception của mình nè, chậm nè, data này chậm nè, to screen này chậm, is empty, is not empty, đúng không? Nếu cái dữ liệu này là không có empty thì mình bật cái biển là data or exception, có nghĩa là việc loading đã hoàn thành rồi. Nếu mà có lỗi xảy ra thì ở dưới này mình dạng là data exception chấm e là bằng exceptions. Đương nhiên tất cả những cái này các bạn thấy là mình không cần định nghĩa một cái data exception, mình tạo ra ba biển á, thì mình vừa check in được thôi, đúng không? Bình thường là mình không tạo ra cái dữ liệu này, mình sẽ tạo ra ba biển là loading data rồi exception, đúng không? Mọi thứ bình thường, thực ra không có vấn đề. Chẳng qua mình muốn gom cái này trong một cái biến nhìn đẹp hơn. Còn các bạn không định nghĩa bình thường ha, ở dưới này các bạn gắn một cái data để nhận cái này. Còn exception các bạn có thể true ra, không mà cái sự đó đó. Mình đang bị lỗi chứ đây. Ok. Cái này có return dữ liệu mà mình chưa return, rồi thì mình return ở đây là cái gì? Data or exceptions. Ok, xong rồi các bạn, rồi là mình có cái API này, mình có cái repo này. Thì là mình sẽ tạo ra một cái view model mà sẽ dùng cái dữ liệu này. Cái process là giống nhau, hầu như process mấy cái này là giống nhau ha. Rồi mình tạo ra một cái package, mình đặt là view model. Mình tạo cái class khác, class này mình gọi là questions view model. Rồi cái class question view model này mình tiếp tục là inject vào. Inject cái gì? Thì mình inject cái constructor, mình viết chập quen thôi. Mình sẽ inject cái repo vào, đúng không? Đó, mình inject cái này vào. Mình hơi bị dài, mình enter xuống cho cả nhà dễ thấy. Và khi làm việc với cái hiếu á, cái dependency injection, mình biết là mình phải định nghĩa cái class này là class mà quan trọng này. Class này mình phải định nghĩa cái scope. Cái mình biết cái scope của cái view model á là tồn tại, cái biển hằng tồn tại khi màn hình xoáy á, hằng vẫn tồn tại, đúng không? Cái dữ liệu không phải phải tồn tại thì mình phải định nghĩa cái scope của cái này. Thì mình phải annotate hẳn á là một cái view model hiếu để cho hiểu là ok, ông này cái scope của những cái biển ở trong cái lớp này á, là tồn tại kể cả khi màn hình bị xoay, kể cả cái đúng mạng thì cái dữ liệu vẫn survive, hẳn là tracking real time. Ok, thì mình phải annotate ông ha cả nhà, giống như buổi trước thôi. Và lớp này đương nhiên là mình phải phải kể thừa cái view model. Rồi cho mình định nghĩa một cái data của mình là gì? Data của mình là cái data exception, data or exceptions. Cái này thì mình là dạng là có thể chỉnh sửa được mutable state. Mutable state cái data or exceptions. Trong này questions item này, boolean này, exceptions này, hơi dài để mình enter mình thấy rõ. Ok,
cái đoạn này là bằng đúng không em? Tức là mình khai một cái biến là data này. Data này là mình khởi tạo cái dữ liệu này là bằng bằng cái gì? Bằng cái mutable state of off cái gì? Off cái data or exceptions. Data exception này là mình dạng là cái mạng ban đầu là null, không có dữ liệu, trạng thái lock là chưa lock, exception là không có, đúng không? Ban đầu mình dạng cái này là empty mà. Rồi vào đây mình mở init này. Mình hơi hẹp cả nhà. Rồi ở đây mình mới kéo qua cho cả nhà thì ở đây mình mới định nghĩa một cái hàm đúng không em? Hàm này là mình đi là mình kéo mọi thứ ra ở đây một nấc để dễ tưởng tượng ha. Cả nhà biết rồi, cái view model là mình phải lấy cái dữ liệu và mình tracking ở trong này, mình thải vào một cái biến để mình tracking, thì mình định nghĩa một cái là rồi mình chạy từ cái view model scope, mình launch một cái thằng là có routine ha, mình cần launch một cái này. Và ở đây mình kêu là cái data của mình chậm value chậm loading là bằng true. Cái data của mình chậm value chậm là bằng repo chậm get on questions. Mình kêu là nếu cái data của mình chậm value chậm data chậm toString chậm is not empty thì mình biết là cái này của mình là data chậm value chậm loading là bằng false. Mình biết mở thêm một hàm nữa là private là get all cái get total cái question count. Mình lại tổng số cái câu điểm cái số lượng questions này. To mutable list. Chấm size. Metabolic chậm sai nguyên gì à? OK. Rồi trong cái init này đương nhiên là khi mình khởi tạo cái view model á, mình gọi là get all cái questions. Như được là sao này? Như được là mình lại cái data này, mình lại cái mình khai một biển data và cái data này là load cái dữ liệu rồi, đúng không? Và mình luôn có cái dữ liệu
lót cái dữ liệu hết cái question về và đẩy vào cái data này, và ông này mà có nhiệm vụ là làm việc với ông kia. Ok cả nhà, rất đẹp rồi. Một cái lớp nữa mình cần viết á, là mình cần viết cái mình tạo ra cái bucket này. Bucket này mình đặt là DI này. DI là viết tắt của dependency injection này. Ở trong này mình cần tạo ra một cái gì nữa? Mình cần tạo ra một cái object. Cái object này mình đặt là app module, đúng không ạ? Đó, mình cần tạo ra một cái app module ở trong cái DI. Vì mình biết đó là có lúc là trong cái app mình cần khai một cái có lúc trong cái app mình cần khai một cái chuyện, còn cái chuyện này có thể là tồn tại to phục ở trong cái app của mình, mà mình tập trung cái thứ đó có lúc là mình ok để cái một cái chuyện có thể tồn tại trong cái class dễ, nhưng mà để khai một cái mình có thể tồn tại to phục, và đôi lúc mình cần những cái chuyện đang khác như đó, và có những cái là mình khai là khi mà nào cái app hết á thì có giải trình. Chúng có thể hai cái này cả môn ở dependency injection mình có cái hai, mình có thể làm được cái đó, mình có thể định nghĩa cái scope của một cái gì mình khai ra, từ khi cái app đấy đã tồn tại rồi mình gọi nó dùng thôi, nó chỉ còn cả ở đó rồi, đúng không? Một cái app nó rất cần những cái biển con cục như được cả nha. Ok rồi, cái biển này mình cài là module ha cả nhà. Xong rồi cái này là mình install ở cấp độ nào, mình muốn cái này là toàn cục ha, mình yêu component. Xin latent component đó, như cái phạm vi này này là cần một trong những phạm vi là tồn tại toàn cục ở trong cái app ha. Trong này mình cần hai cái thứ nhất là mình cần cái API của mình là cần tồn tại ở trong cái này để cái lúc nào gọi cũng được, đúng không? Nên mình đặt là questions API. Cái này là singleton, tồn tại singleton hẳn là cái scope của cả nhà bật cái document ra để xem cái scope của hẳn là ở đâu. Cả nhà search cái ở đây có tiếng Việt không này? Tiếng Việt này thằng định nghĩa là scope, ok cũng không phải là định nghĩa lắm. Mình nhớ có một bài có scope, nhảy vào luôn. Mình nhờ có một bài định nghĩa scope khá là hay. Cái này là Stack Overflow rồi.
Để mình lục lại sau ấy là mình có một cái document để có thể đọc về những cái scope này ha. Một cái nữa là mình cần định nghĩa cái API sử dụng cái retrofit của mình này, mình chưa định nghĩa. Cái này là trả về cái questions API. Ok, mình return cái gì hả? Cái retrofit này. Retrofit.builder này. Chấm tiếp cái gì nữa? À, chấm base URL. URL thì mình đưa vào cái địa chỉ URL này. Add cái cô adapter convert factory, mình có cái versions chấm create. Tiếp theo mình cần là gì? Mình cần build cái này. Này là xin lê tên, này là profile. Ok cả nhà, rồi là mình vừa code hết cái logic của cái app này này. Rồi tiếp theo mình cần tạo một cái main app ha, main application. Như một cái này mình đặt là main. Cái main application này sẽ kế thừa cái application. Cái này mình tìm vào là cái hiệu pha. Hiệu này là Android app. Rồi chỗ này thì chỗ này thì mình phải chỉnh là cái này là sẽ là Android entry point ok cái nhà bỏ cái này đây, quyết định bỏ đi. Đây rồi, được rồi. Để thiết kế cái giao diện này á, đúng không? Để thiết kế cái giao diện này thì mình chia ra mấy phần như thế này ha. Phần này là phần phần score screen, đúng không? Phần này là phần question screen. Phần này thì mình choice screen hay choice. Rồi, còn cái này là cái button thôi. Trong cái choice screen này thì mình sẽ định nghĩa cái câu hỏi của mình là có thể là có true false hả, hoặc là multiple choice, nhiều cái loại hình thức đó, hoặc là single choice hả? Single choice, nhiều cái thành phần khác nhau.
Nhưng mà cái vớt tình này này luôn lặp lại ha, cái này luôn lặp lại, thì mình có thể thiết kế riêng cho cái này á. Cái này riêng cái này thì mình thiết kế một cái choice, mình gọi là cái choice button. Rồi với cái này thì mình chỉ chạy cái bom form, mình đổ cái dữ liệu vào choice button này thôi ha. Rồi cái concept sẽ là như vậy. Rồi bắt đầu code ha. Cái nào dễ code trước, mình code cái score screen trước ha. Score screen thì có cái gì? Score screen có cái họ sẽ là theo cái row, đúng rồi, cái này sẽ là row, và sẽ có một cái biển này, biển đếm và một cái total questions ở đây ha. Cái này mình sẽ đặt ở trong cái row. Rồi, cái row này thì modifier là padding. Bắt đến có thể là 10 dB tầm đó. Chấm fill with mask. Horizontal arrangement thì bạn là arrangement của cái này là star hay vertical, này là vertical sẽ là căn center hay. Rồi ở trong này có cái test rồi test này là có gì, test là bằng question này, coi cái chữ question này. Tiếp theo là mình có thể định font size. Font size tầm đó, font quay chắc là bold lên. Color mình rõ, mà color có thể là gray đi. Tạm thời được rồi ha. Rồi mình thêm một cái test nữa, là total question. Cái này là total question. Total question này thì chỉ cần color thôi. Rồi cái chỗ này thì mới bằng cái gì? Cái chỗ này thì mới có cái giá trị, mình đưa vào cái giá trị. Tăng lên đúng không? Còn cái chỗ này thì sẽ có cái giá trị là rồi mình thích cái dấu xuyệt nữa ha,
Thì vẫn ăn được. Rồi như vậy là mình đã xong cái màn hình score screen rồi. Rồi tiếp theo mình có thể làm màn hình question screen này, question đơn giản hơn này. Question này thì mình chỉ cần có cái test thôi, mình hiện ra cái question thôi, đúng không ạ? À, nhưng question này mình cần truyền vào cái question item. Question item chấm question đúng không? Modifier modifier chấm bastin bastin này mình có thể đặt là 10. Hay thì cái màu của cái này thì có thể đọc là coi rồi, rồi mình xong cái question screen đúng không ạ? Mình xong hai cái rồi. Tiếp theo trước khi mình làm cái màn hình choice này đúng không ạ? Trước khi mình làm cái màn hình choice screen này đây thì mình làm cái choice button trước, là mình trang trí cái một cái item này trước, sau đó mình chạy vòng for ở trong cái choice screen mình hiện ra cái này. Cái choice cái choice button này thì có mấy cái giá trị ha. Thứ nhất là mình phải điền vào cái nội dung của câu hỏi, là cái content này, nội dung của câu hỏi. Xong rồi cái selected, đúng rồi, choice selected. Sau đó là cái color của cái câu này. Đó. Mình điền vào ba cái đối số ở trong cái choice button ha. Rồi, button mình điền vào là content. Rồi. Ở bên ngoài cái này sẽ trang trí theo cái row đúng không? Trong cái row này là có hai cái, là một cái radio button và một cái test. Để mình trang trí đơn giản là ha. Có cái row nè.
Trong bộ rau này mình có mấy cái ha. Thứ nhất là mình có một cái rau robust tinh, thứ hai là đầu tiên mình chỉnh cái rau này là mình là center. Đó, bắt đầu. Hôm nay mình sẽ có cái một cái radio button thì selected là content, selected new content bằng bằng với cái chấm value bằng với cái giá trị mình lựa chọn thì on click là value là empty, cái giá trị lựa chọn là empty thì chưa? Rồi ngoài cái radio button có cái test nữa, đúng không? Cái test này gồm có cái test là bằng nội dung của cái này, cái color là bằng bằng color. Rồi là mình xong cái choice button này, chứ mình mà thiết kế cái choice screen này, đúng không? Đó, cái choice screen có cao này, cao thì điểm này, rồi có cái questions item ha, có cái choice selected. Rồi ok. À, cái này sẽ trang trí theo cái giao diện gì à, mình nhìn ở đây mình biết là dọc xuống này là horizontal column mà vertical rồi column xuống trong cái column này thì mình biết là mình chạy cái vòng for này for choice in questions item được cái giá trị này không empty thì bằng câu trả lời thì mình đổi cái màu của cái ha mình, cái choice button của mình là sẽ bằng choice này choice selected này thì color mình muốn là khi mà trả lời đúng là màu gì màu xanh nhé. Rồi LX này nếu không trả lời đúng thì sao? trong trường hợp là
choice này là red đúng không ạ? Còn lại khi đang ở mặc định else khi đang ở mặc định thì sẽ là màu trắng. Ok, chỉnh cái modifier cái này lại tí. Modifier này là đặt đến tầm 10. Rồi đẹp rồi, trong này còn thiếu một cái button nữa thôi đúng không ạ? Rồi mình cho cái button vào, rải câu hỏi rồi cho button vào. Gọi là cái button nè. Đó, on click thì on click thì cao chậm value mình tăng lên, choi chậm selected là chậm value là mình định nghĩ cái shape thì cái nha ha. Cái hình dạng của cái button phải là round này, tầm 20 này. Cái color thì color của cái button mình để đại thôi. Good. Button thì phải là từ cái default, sorry, background color. Màu sắc này trong nó bật. Trong này có một cái test ha. Ok rồi, là mình xong ha. Mình ghép mấy cái này lại, mình chạy thử qua thường có giao diện không ạ. Rồi đầu tiên là mình ở trên này đã, mình cần khai mấy cái biển đó đúng không ạ. Trên đỉnh này mình khai là một cái biển cao nè, điểm này. YouTube ban đầu là không này, mình cần một biển là selected này, ban đầu là meetable stay off rộng này. Rồi mình gọi ra
cái ông view model của mình, đúng không ạ? View model của mình mà rồi. Chưa có. Chắc là trong này chưa có. Có đây rồi. Trong này mình đã định nghĩa là lifecycle version, đúng không? View model là dùng Android. Nếu cả nhà thiếu cái này bổ sung vào ha. Nhưng chú ý cái version đó này, cái version này gây ra lỗi lắm. Rồi mình đi đã đến phải nghe cái live version ở đây rồi. Ok, mình chưa biết vì sao các bạn. Vì sao lỗi? Mình thử gọi cái package khoảng được. Android lifecycle. Wow, chưa tin nhận đâu nè. Enter. Xong thỉnh thoảng cùng giật giơ được hai cả nhà. Đó là bình thường của lập trình rồi. Rồi mình có cái view model rồi á thì cuối cùng là không lỗi gì ha, vì cái package của mình là import rồi này, mình thử xóa rồi synchronize lại vẫn không ăn ha. Nhưng hồi nãy mình vào mình gọi lại cái package, cái đường dẫn của package thì lại ăn. Rồi cái giao diện này thì là các thành phần là dọc 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 xuống nên là mình phải phải bỏ trong một cái column, đúng không? Tất cả thành phần mình đều dọc 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 xuống như thế này. Rồi mình đặt trong một cái column ha. Rồi column của mình thì mình có gì, mình có cái score screen, có cái cao của mình là cao rồi, total question là sẽ lại từ cái question view model của mình chấm total, cái total question cao. Rồi tiếp theo là cái giao diện question screen, đúng rồi. Mình truyền vào questions item. Questions item sẽ là cái question model chấm chấm data này, chấm value này, chấm chấm data này. Rồi mình lại ra cái phần thành phần là count chấm chấm value, đúng không? Mình lại ra câu số máy choice này, choice screen này, cao vẫn là cao này, questions item là giống như thế này. Dài mình xuống cho các nhà xem cái gì. Còn cái này là ok, được rồi. Cái column chỉnh một tí, column thì mình chỉnh cái arrangement của vertical sẽ là top, đúng không? Cái horizontal arrangement sẽ là alignment sẽ là giữa. Mình chạy thử kết quả như thế nào này.
Ok, lỗi, mình nghĩ là đang giật là lỗi. À, xem thử lỗi gì này, trở lại xem thử lỗi gì này. Lỗi là tốt hết cả nha. Đó, lỗi là tốt. Lỗi này nói là Hue activity must attack to một Hue application. À, mình chưa chỉnh ở trong manifest à? À, rồi mình vào mình chỉnh cái này trong manifest. Ok, à, cái này nói sao này? À, mình chưa có cái trong cái application này, mình chưa khai cái name này. Cái name của mình là mình có cái Hue cái main application. Đúng rồi, mình phải khai đây là cái main application. Rồi cái này của mình đã tắt vào cái này. À, đó trong trường hợp này nói là cái này của mình chưa tắt vào cái Hue application à, nên mình chưa specify cái mình specify ở đây thôi ha. Mình có khai cái mình có khai cái main application ở đây này ha. Nhưng mình chưa tắt vào đây. Rồi, trở lại thử. Lâu nữa. Tốt. Lỗi này là lỗi gì? Permission denied, không có internet hả? Lỗi này là lỗi không có internet. Permission denied. Rồi thì mình mở internet ra ha. À, nguyên nhân là mình chưa mở internet ở trong cái file này. Mình mở mở ra thì chắc ok. Rồi rồi thì mình mở cái trong này ra, mình sẽ mở là permission. Quên, mình mở là use, sorry. Mở là use permission à, mình mới có cái internet. Chưa. Happy chưa? Lỗi nữa. Ồ, lỗi tốt. Ghi chỗ này ra này. Main process này null pointer exceptions. Đi đang bị null. À. Ok. Rồi cả nhà, rồi thì có thể cái chỗ này là đi này. Có thể chỗ này là mình lại nhanh quá, đúng không? Tức là cái chỗ này khi mình vào mình chạy liền nhưng mà chưa có cái kết quả. Khi mà chưa có cái kết quả thì là mình lại cái total này và lúc này là chưa chưa trả về hết cái giá trị. Bởi ở đây mình mới có một cái biến á, là loading, đúng không? Loading true. Khi mà loading xong hết rồi á thì loading bằng false. Để nói sao ấy? Để lúc này mình mới biết là cái toàn bộ cái dữ liệu này đã lại về rồi. Ok, rồi thì cái chỗ này mình nên ít ở chỗ này, đúng không ạ? Đương nhiên mình làm đẹp nữa, mình nên có một cái màn hình chờ, cả nhà code thêm một cái màn hình chờ nữa đây. Nhưng ở đây đẹp thì mình kêu là nếu cái nếu cái gì hả? Nếu cái questions model này của mình này chấm data này chấm value này chấm loading này là bằng bằng false á, có nghĩa là đã load xong rồi. Thì mình chạy cái này còn else á
thì mình nên là để là màn hình chờ, đúng không? Nào là mình nên để là màn hình chờ. Nào thì mình tiền đi bật quên sao đây. Tiền mình in ra có thử cái giá trị của cái chấm A thử có vấn đề gì không ha. Rồi, chạy tiếp nè. Được, nhưng mà nhìn rất là ngộ đúng mày. Được nhưng mà nhìn chưa ra gì. Tiếp ra luôn này. Đẹp đẹp quá hả. Đó nhìn nhìn như những cái bong bóng ha. Rồi mình xem thử vì sao cái layout ra bị bể này đúng mày. Mình expect là ra đây là có cái câu hỏi, nhưng mà câu hỏi thì không thấy đâu mà thấy bốn cái cục radio bất tình này. Kết vào thử ăn không, kết vào thì vẫn vẫn ok đúng không, kết vào thì vẫn ra này, next này, kết vào thì mới ra này, nhưng mà này nằm lộn xộn, mình expect là nằm canh bên này đúng không, mình đang canh nhầm rồi. Rồi good rồi đúng mày, rồi là đã ra được, đổ được về cái dữ liệu rồi. Nhưng cái mình hồng hồng trong đầu mình code đâu đó bị sai trong một phần cái choice screen đó, mình xuống choice screen mình chỉnh thôi ha, no problem hay. Star cũng chưa thấy câu hỏi đó luôn. Có thể là bị màu màu sắc màu trắng, để mình chỉnh cái màu lại ha. Choice này bạc đi ở đây. Đúng là tất cả cái màu mình đang để màu trắng, mà toàn bộ cái nền của mình cũng đang để màu trắng luôn. Nhưng mà ở đây mình đang để color là white này, test color là white. Cái chỗ này khi mà chưa có gì á, color cũng white luôn. Lên phần câu hỏi từ questions.
mình thử đổi black là đã khác rồi cả nhà. Ví dụ này black này, mình đổi black là đã khác. Choice này, trong choice screen này, chưa đánh cái màn nền. Thử questions này, question mình đang trả lời qua luôn này, để black là đã khác này. Đó, hiện ra cái question câu hỏi và cái này, nhưng mà đương nhiên là chưa đẹp như mình mong muốn hả. Rồi, chưa làm đẹp thôi. Next thử, true false next thử. Ok. Ok, mình nghĩ tiếp theo làm cái màu chỉnh đó, cái màu chỉnh màu xanh đậm như thế này ha. Rồi cái màu chỉnh thì mình chỉnh ở đây ha, mình đang có cái materials chấm colors chấm chấm background, mình đang dùng cái background này để cho đồng nhất cho chuẩn, thì cả nhà có thể định nghĩa cái color ở trong này, mình có thể định nghĩa thêm một cái color này em là màn hình chính main color. Rồi mình muốn cái màu gì đúng không ạ? Nếu mình không biết cái màu gì á thì mình quấn vài cái thì có ra cái này để cho mình chọn đây ha. Mình có thể màu này màu xanh hơi đậm mà cả nhà. Có thể là màu này. Màu xanh. Màu này. À, mình ngã thử thôi à, để coi bên này lại thử ha. Màu nào cũng được tùy cả nhà ha, mình thích đúng màu như vậy thì mình chọn. Nhưng nếu mình làm cái màu ở trong này thì mình có thể chọn ở trong này là chọn từ Color Resource ha. Nếu mà cái này của mình có màu rồi á thì cái question nên chỉnh là màu trắng. Cái câu hỏi cũng nên chỉnh lại màu trắng. Ok, trở lại thử. Ok các bạn ha, sau khi trở lại thì đó cái màu sắc thì do các bạn mình chọn thôi hè. Mà do màu sắc này thì do mình chọn thôi. Rồi chứ mình chỉnh cái khu vực này một tí ha. Mình chỉnh cái khu vực này một tí, mình cho ông này về phía bên này để mình kiểm tra vì sao ông chưa về. Cái chỗ này là cái choice button. Mình đã cho cái vertical là center
cái này là star rồi. Cái chỗ này là thiếu cái modifier này. Modifier mình phải modify cái này là chậm fill với cái mask width này, đúng rồi. Mask width chậm padding, mình padding là tầm 2 dB. Rồi mình chạy lại thử. Ok rồi rồi thì so với cái thiết kế này, mình có cần một cái đường bao này, cái đường bao ngoài này mình có thể dùng auxiliary button để mình bao quanh ha. Xong rồi mình múc cả cái ống này vào bên trong này. Xong rồi mình enter xuống. Mình chỉnh ống tí ha, mình chỉnh cái modifier. Padding là tầm 5 dB, tất nhiên là fill width max, width đúng không ạ, full cái bằng full cái width. Cái shape thì round corner, cái border, có cái border stroke tầm to ra tí, đậm lên. Cái color thì chắc là tạm thời lại cái color màu xám đi. Content padding tầm 2 dB. Color thì color này có background cùng với cái main ha. Được rồi ha cả nhà, chạy thử ha. Đó, mình kết lên này. Rồi. Nếu mình muốn kích lên cái nút này mà ăn á, thì mình copy cái sự kiện này lên ha, mình copy cái sự kiện này lên, thả vào cái chỗ này. Đó, mình kích vào cái nút công an này, đúng không ạ? Mình kích vào cái nút ăn. Đó. Ok, mình nghĩ màu sắc và mọi thứ thì cả nhà có thể căn chỉnh thôi, đúng không ạ? Ở dưới này mình thích thì mình muốn thì có thể chia cái đường của score với cái này. Đó, color thì tùy mình chọn mình vẽ thôi.
Nếu cả nhà muốn cái chỗ cái đường đây đẹp nữa, đúng không? Giống như ở trong cái thiết kế thì mình dùng cái canvas để mình vẽ cái đường thôi, đúng không? Mình đã draw một cái line thôi, có thể là nước nét đất, đúng không? Ok.